Chào tất cả các bạn và anh em thợ sửa chữa xe máy nha. Hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn vừa rồi đã hỏi mình về cái vấn đề xe đang đi bình thường nhưng mà lùi không lại không lùi được, có số là không lùi được, về mo thì mới lùi được. Và xe đang đi bình thường côn vẫn cắt, có nghĩa là các bạn cắt côn âm côn ấy là bánh nó trôi. Đấy. Cái vấn đề này là nó liên quan đến ở trong máy ở bên côn các bạn nha. Hôm nay mình gặp chiếc xe Dream này, xe Dream Việt làm máy. Thì qua đây mình cũng làm clip giải thích cho các bạn chơi xe để cho các bạn thật hiểu các bạn nha, để tránh cái trường hợp mà các bạn mang ra tiệm sửa mà phải mất cái đồng tiền không mong muốn các bạn nha. Bây giờ bắt đầu vào chi tiết luôn. Còn rất nhiều cái bệnh về xe. Hôm nay mình hãng chia sẻ cho các bạn vấn đề này đã các bạn nha. Thì đây là cái cú máy mình đã tháo ra như thế này. Đây là mình đang làm máy. Video làm máy thì mình đã có clip cho các bạn rồi. Các bạn nhớ vào kênh đăng ký rồi các bạn xem video miễn phí các bạn nha. Còn hôm nay là cái vấn đề là mình chia sẻ cho các bạn là cái vấn đề vừa rồi mình đã nói đấy. Xe không cắt được côn. Đấy, như như đây là mình tháo hết ra rồi nha, các bạn để ý trước khi vào vấn đề, các bạn để ý này. Các bạn lắp côn nha. Các bạn lắp côn, lắp côn văng này, côn tải này. Các bạn nhớ để ý trong cái bát bát văng này nó có ba cái lò xo. Video trước mình cũng đã có rồi. Ba cái lò xo này nếu mà một trong ba cái bị đứt thì là xe của chúng ta cũng không cắt được côn mà vào số phát chết luôn. Đấy, như video trước mình đã nói với các bạn rồi. Đấy, video này mình nhắc lại sơ qua thôi. Còn cái vế bên này thì sao? Vế bên này các bạn để ý nhé, khi các bạn lắp lá côn vào mà chưa các bạn chưa bắt bốn con này, bốn con ốc ở ở cái trống này. Đấy, thì các bạn kiểm tra cái lá này. Nó phải xô đi xô lại được. Đấy, xô đi xô lại được thì nó mới là chuẩn. Và các bạn nhớ một điều nữa là các bạn lắp. Các bạn để ý cho mình cái răng. Đấy, cái răng đây nhá, cái răng trong này này, dưới này này. Nó phải khớp nhau giữa hai rãnh. Này nó tối quá không nhìn rõ các bạn nhé. Cái răng nó phải khớp nhau giữa hai rãnh. Nó không được thừa ra. Đấy, răng trong này nó hơi tối. Nhưng mình nói thế là các bạn trong ngành là các bạn sẽ hiểu. Và cái vấn đề mà xe của các bạn đang đi bình thường, các bạn thanh niên hay hay có cái kiểu là đi âm côn, ép 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 số đấy, ép côn đấy. Thì đây, xe mình chưa lắp hết thì mình tháo cái này ra. Mình tháo cái này ra mình đây, mình chỉ cho các bạn cái này là để lắp vào cái lốc côn các bạn nhá. Này thì bỏ ra được. Đấy. Cái cục này các bạn để ý cho mình cái cục này này. Đấy, cục này nhá, nắp vào lốc côn thì cái con ốc này nó quay ra ngoài như thế này. Đấy, con ốc nó quay ra ngoài như này để cho mọi người chỉnh côn không? Đấy, nó có cái đầu tua vít hai cạnh này. Chỉnh côn không? Xe đang đi ngon lành. Cắt côn bình thường như tự nhiên có một ngày nào đó lại không cắt được côn nữa. Đấy, cứ nhẫm vào và vẫn ga đi được. Để các bạn nhiễm ngược hay nhiễm xuôi. Và các bạn chỉnh cái con này, các bạn cứ chỉnh ra, chỉnh vào, chỉnh hết cỡ cũng nó cũng không được. Đấy. Thì là nó ở cái chốt này các bạn nha. Đây là chốt bằng sắt này. Cái chốt bằng sắt này nó giữ. Chốt bằng sắt này khi các bạn lắp vào cái lốc côn á, thì cái trong cái lốc côn, các bạn nhớ để ý nghe kỹ này. Trong cái lốc côn nó có một cái lỗ để hãm cho cái chốt này vào, để hãm cái cho cái này không không được xoay. Đấy, chỉ cho ba bi này nó đi vào đây thôi. Ba bi nó đi vào cái này. Nha các bạn nha. Đây. Ba bi nó đi vào cái này. Đấy. Ba bi nó đi vào đây thì cái chốt này nó giữ vào cái lốc côn, không cho cái ba bi này nó xoay, nó chỉ cho cái trong này xoay thôi. Chỉ cho cái cốt trong này xoay và cái ti này nó ấn. Các bạn chỉnh đúng tầm thì nó sẽ cắt. Đấy.
Này lốc nó không có đây cho nên là mình giải thích cho anh em hơi khó, như anh em thanh niên á, anh em thanh niên nhớ là phải để ý thật kỹ, nghe lại nhá. Cái này nắp vào lốc côn quay ra thì lốc côn nó vẫn có, lốc côn nào nó cũng có đâu đấy, cái chốt này là nó ở cái lốc côn, nó có một cái lỗ để cho cái chốt này vào, nó giữ im cái này, không cho cái này nó xoay, nó chỉ cho ba bi này chạy thôi. Các bạn hiểu ý không ạ? Cái chốt này nhá, giữ vào lốc côn để cho ba bi này nó xoay này, bi sẽ xoay. Và cái củ này đứng im, cái ti này thì xoáy ra xoáy vào để chỉnh côn, cắt côn số nhẹ số nặng. Đấy. Các bạn nhá, nhớ nhá. Khi mà các xe của các bạn đang đi mà hỏng cái cắt côn, không cắt được côn ấy thì là nó bị gãy cái này nhá các bạn nhá. Gãy cái này nó mắc ở trong cái lốc côn. Đấy, phương pháp xử lý là các bạn phải tháo cái lốc ra thôi, tháo độc cái lốc thôi, côn không phải làm. Các bạn nhá, côn không phải làm, các bạn chỉ tháo cái lốc ra và các bạn thay cho mình cái này. Con ốc này thì không phải thay, con ốc này xoáy ra được các bạn nhá. Con ốc này thì không phải thay. Đây mình tháo ra cho các bạn xem luôn này. Cái này nó dễ, nó có dầu mỡ tháo dễ. Đấy, các bạn thay cho mình cái cục này nha các bạn nhá, tháo lốc côn thay cái cục này. Cái trường hợp này có nhiều người đã phàn nàn đến mình rồi, không biết anh em thợ nào gặp chưa. Là khi xe đang đi vào số ngon lành, tự nhiên kêu không vào được số, mang vào tiệm sửa hết rất là nhiều tiền các bạn nhá. Mà trong khi đó thì côn không làm sao, côn keo văng biết không làm sao. Mà trong khi đó sửa hết rất là nhiều tiền, trong khi đó thì nó chỉ ở cái này thôi. Cái này ở khu vực mình mua thì mình chưa thấy có, bởi vì cái trường hợp này nó ít xảy ra, nhưng mà có nhiều bạn là cũng hỏi. Đấy, trường hợp này nó ít xảy ra mà nhiều bạn hỏi, cho nên là mình làm clip hướng dẫn cho các bạn là như vậy, để các bạn đi mang đi đâu sửa chữa, nếu như nó bị như vậy thì sửa nó chả hết bao nhiêu tiền đâu. Cái này trên này đi ở khu vực mình nó không bán, nhưng mà các bạn có thể đi tìm ở những chỗ mà xe phá, người ta mua xe cũ không dùng được, cũ hỏng về người ta phá, người ta giữ lại những cái này. Các bạn đi mua cái này chắc chỉ mấy chục nghìn các bạn nha, so về các bạn nhờ thợ lắp vào là ok. Hoặc là các bạn đã làm thợ rồi thì các bạn đi mua những cái này, như anh em thợ đi mua cái này thì rất là rẻ, các bạn về các bạn lắp lấy công người ta thay gioăng, thay chiếc, thay dầu chứ, thì các bạn lấy thêm công thôi. Chứ còn thực ra cái này rất là rẻ các bạn nha. Đấy, đấy là cái vấn đề mà xe của bạn đang đi bình thường, côn cắt rất là ngọt, tự nhiên một ngày nào đó nó không cắt được nữa, chỉnh mãi chả được, nó ở cái này nha. Còn vấn đề mà xe của các bạn đi rất ngon, vào số đi rất ngon, êm ái, chẳng vấn đề gì cả, mỗi đội có số họ lại không lùi được, nó là ở chỗ nào? Nó là ở trong cái khu vực, cái chỗ trục khởi động này. Thực ra nó không làm sao cả các bạn nha. Để mình nói cho các bạn nghe này, ở bên trong cái trục khởi động này nó có một cái bánh răng trôi. Khi mà các bạn gầy cần khởi động đạp lên thì nó trôi ra, nó mắc vào cái cơ ở bên trong này, nó đạp để cho cả cái côn này và biên cả cái máy này hoạt động các bạn nha. Khi các bạn gầy cần khởi động lên thì nó có một cái bánh răng trôi ra thì nó mắc vào cái hãm nữa ở bên chỗ ở khu vực bộ số. Đây xe này mình không tháo ra, nhưng mình giải thích cho các bạn như vậy nó đơn giản mà không làm sao hết các bạn nha. Để giải quyết được cái bệnh như thế thì sáng ra mỗi sáng ra, hoặc là mỗi lúc các bạn ngồi lên xe các bạn đi thì các bạn đạp lỗ, khởi động lỗ tầm 3-4 lần như vậy thì tự nhiên nó sẽ hết, có số vẫn lùi được bình thường. Nó bị như vậy là do xe của các bạn là cái các bạn dùng đề nhiều. Các bạn dùng đề nhiều thì cái cơ khởi động nó chả được hoạt động bao giờ, nhiều khi là có số nó bị mắc, các bạn lùi lại nó bị mắc một tí, nhưng mà không sao các bạn nha. Nhiều bạn hiểu lầm rằng là xe đi lâu ngày khả năng là số má thế nào hoặc dầu mỡ nào bị vỡ số hay là mẻ số.
Không có các bạn nhá, vấn đề đấy không phải. Đó là cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video này. Nó là rất là đơn giản. Cái vấn đề côn đang đi không cắt, và cái vấn đề mà có số xe, mà xe có số tắt khóa đi không lùi được, hoặc là đang nổ có số cũng không lùi được, nó bị mắc. Các bạn phải về mo các bạn mới lùi được. Đấy. Video hôm nay là mình chia sẻ với các bạn hai vấn đề này thôi, nó đơn giản vậy. Các bạn xem video đừng quên like, chia sẻ và nhấn đăng ký để ủng hộ chúng tôi các bạn nha. Để chúng tôi có cái động lực ra video tiếp theo cho các bạn, để cho các bạn tìm hiểu các bạn nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.